cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh youtube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực Kursk từ nhiều hướng khác nhau. ép không từ bỏ nỗ lực xuyên thủng tuyến phòng thủ Nga ở Koronever vượt qua khu định cư từ nhiều phía khác nhau. Kênh Military Sumani đưa tin chiến sự ở vùng Kursk tiếp tục diễn ra ác liệt. Các khu định cư bị Ukraine chiếm giữ đang giảm dần do lực lượng Moscow quyết tâm giành lại bằng các đòn tấn công tổng hợp. Dọc theo biên giới, lực lượng Moscow đẩy lùi các cuộc tấn công của lực lượng Kiev nhằm chiếm thêm lãnh thổ trên đất Nga. Quân đội Nga giành lại được hai khu định cư trong vùng. Tuy nhiên, quân đội Ukraine tiếp tục nỗ lực tiến về phía đông hướng tới Glukova, trong đêm quân đội ukraine tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào nga đánh trúng sân bay ở phía tây volgograd một số nhà chứa máy bay bị phá hủy trong cuộc tấn công phần lớn hoạt động của lực lượng moscow tập trung theo hướng rokosk bộ quốc phòng nga thông báo rằng một số ngôi làng khác đã nằm dưới sự kiểm soát của họ những cuộc đụng độ đầu tiên đang diễn ra tại noverodica phía tây africa Tại quận Glukovsky, tình hình vẫn không thay đổi. Lực lượng Ukraine tấn công các cửa khẩu mà quân đội Nga đang xây dựng, nhưng họ không vội vàng vượt biên giới ở khu vực này. Ở quận Sudanki, Ukraine đang đào hào ở các vùng lãnh thổ mới chiếm được. Tại quận Bolste Sodatsky, làng Nichia cũng như các vùng phụ cận đã được Nga giành lại khỏi tay đối phương. Tại Kursk, Nga bắt đầu xây dựng các công sự bê tông cốt thép tại những nơi có nhiều người tụ tập. Các công trình tương tự sẽ được lắp đặt tại Kuchatok và Delenogov. Phó Thủ tướng Nga Denis Manturov cho rằng 115.000 người được tái định cư khỏi các khu vực biên giới nguy hiểm. Ông cũng cho biết nội các đã chuẩn bị quyết định phân bổ 1,9 tỷ rúp cho Bộ Tình trạng Khẩn cấp do tình hình ở các khu vực biên giới. Theo kênh Riba, trong 24 giờ qua, lực lượng Moscow tấn công các mục tiêu của đối phương ở một số khu vực của Ukraine sử dụng UAV Geran. Có báo cáo về những tiếng nổ ở các khu vực Kharkov, Cherkasy cũng như tại Odessa. Phía bên Kiev đã tập kích 6 khu vực của Nga bằng UAV trong đó lớn nhất là cuộc tấn công khu vực Rovojek, nơi sân bay Marinika hứng chịu đòn đánh dồn dập. Sau đó, Ukraine phóng tên lửa vào cảng Kapka, bắn trúng chiếc phà chở nhiên liệu. Lực lượng Kiev thực hiện một loạt các cuộc tấn công ở phía đông và phía nam Dorenevo. Ở khu vực này, AFU tiến đến Komaroka, nhưng trung tâm quận vẫn nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng Moskva. UAV cũng như không quân Ukraine cũng được ghi nhận có hoạt động tại quận Glukovo. Theo hướng Rokrosk, cuộc khủng hoảng hoạt động của AFU tiếp tục trở nên tồi tệ hơn. Quân đội Nga đang tiến vào khu vực Hrodika, Nova Rodica và Kalinova tích cực sử dụng UAV để phá hủy xe bọc thép của đối phương. Theo hướng Nam Donetsk, lực lượng Moscow đang chiến đấu ở Koti Antanika cũng như phía đông xa lộ O0532, nơi ghi nhận sự mở rộng vùng kiểm soát của họ. Ukraine đang tiến hành các cuộc phản công nhưng không thành công. Theo Army Reconnaissance gần đây, truyền thông Nga đã đưa tin về sự xuất hiện của các loại xe tăng mới được gọi là xe tăng rùa trên chiến trường Ukraine. Đây là các phương tiện bọc thép được Nga cải tiến nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước mối đe dọa từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của quân đội Ukraine. Xe tăng rùa được nhận diện qua việc bổ sung các lồng kim loại, thường được gọi là lồng kháng cự bao phủ phía trên của xe tăng. Cấu trúc này được thiết kế để ngăn chặn khả năng tấn công trực tiếp bằng máy bay không người lái vào phần trên, vốn là điểm yếu của xe tăng. Tuy nhiên, những cải tiến này cũng cho thấy nhiều điểm còn hạn chế, như chúng làm giảm tầm nhìn và khả năng cơ động của xe tăng, khiến xe trở nên chậm chạp và kém hiệu quả hơn trong quá trình chiến đấu. Việc sử dụng những chiếc xe tăng này cùng với các phương tiện đã được cải tiến khác như xe buggy và xe mô tô phản ánh ảnh hưởng ngày càng lớn của các loại drone trên chiến trường. Máy bay không người lái, đặc biệt là các mẫu UAV góc nhìn thứ nhất đã trở thành vũ khí lợi hại trong tay quân đội Ukraine cho phép tấn công các phương tiện của Nga với độ chính xác cao để đối phó với mối đe dọa này xe tăng rùa đóng vai trò như một miếng bọt biển hấp thụ các cuộc tấn công để tạo điều kiện cho các phương tiện khác tiến qua các tuyến phòng thủ của đối phương mặc dù vậy một số loại phương tiện sử dụng thiết kế xe tăng rùa vẫn có thể sử dụng với vai trò cụ thể trên chiến trường như pháo tự hành xe phá mìn và xe phá các tuyến phòng thủ trong vai trò của pháo tự hành phương tiện sử dụng thiết kế xe tăng rùa có thể hỗ trợ hỏa lực gián tiếp khả năng tăng cường phòng vệ trước drone cho phép phương tiện này ở lại phía sau chiến tuyến và khai hỏa từ khoảng cách xa vào các vị trí của đối phương Việc chuyển đổi những phương tiện này thành các hệ thống pháo tự hành có thể bù đắp điểm yếu về khả năng cơ động bằng cách giữ chúng cách xa các vị trí giao chiến trực tiếp, trong khi vẫn đóng góp cho tác chiến chung bằng các cuộc tấn công chính xác từ xa. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi được đặt ra về hiệu quả thực sự của các lồng kháng cự này, mặc dù chúng giúp bảo vệ xe tăng trước drone nhưng không thể bù đắp cho những điểm yếu về mặt chiến thuật mà chúng tạo ra. Hơn nữa, các hình ảnh từ chiến trường cho thấy dù đã được trang bị các lồng kháng cự, nhiều xe tăng của quân đội Nga vẫn bị phá hủy bởi các cuộc tấn công chính xác. Bộ Quốc phòng Ukraine vừa phê duyệt việc triển khai xe bọc thép chở quân Panza Bandva-302 – PBV-302 của Thụy Điển cho lực lượng vũ trang. Theo đó, Thụy Điển đã xác nhận cung cấp 239 xe bọc thép PBV-302 cho Ukraine như một phần của gói viện trợ quân sự trị giá 7,3 tỷ đô la Mỹ. Phát triển bởi công ty Harlund Sonner từ những năm của thập niên 1960, PBV-302 được đưa vào biên chế của lực lượng vũ trang Thụy Điển vào năm 1966 và giữ vai trò là xe bọc thép chở quân chủ lực cho đến khi ngừng hoạt động vào năm 2014. Mặc dù bị đánh giá là lỗi thời theo tiêu chuẩn hiện đại, PBV-302 vẫn là một sự hỗ trợ quan trọng cho lực lượng Ukraine nhằm giúp lực lượng này tăng cường năng lực quân sự bằng các nguồn lực hiện có. PBV-302 được trang bị pháo tự động HS804 20 mm gắn trong tháp pháo ở phía trước có khả năng phòng thủ hiệu quả, được trang bị động cơ Volvo Penta model THD 100B công suất 280 mã lực, xe có thể đạt tốc độ tối đa 66 km/h trên, trên đường trường và 7,5 km/h trong các hoạt động đổ bộ. Trong những năm qua, xe đã trải qua một số lần nâng cấp với các mẫu như PBV302A, PBV302B được cải thiện khả năng sống sót và PBV302C với hệ thống động cơ và hệ thống treo được cải tiến. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tới thủ đô Kiev bắt đầu chuyến thăm Ukraine và dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Volodymyr Zelensky với trọng tâm là tình hình an ninh khu vực. Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đây là chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Ấn Độ tới Ukraine kể từ khi nước này trở thành quốc gia độc lập sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991. Theo kế hoạch, Thủ tướng Modi sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Zelensky nhằm chia sẻ quan điểm của New Delhi về giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Trong thời gian tới, Ấn Độ đã nổi lên như một bên trung gian hòa giải với những nỗ lực ngoại giao con thoi, trong đó có chuyến thăm Nga của ông Modi vào tháng trước để tìm giải pháp cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trước khi tới Kiev lần này, nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng đã có chuyến thăm hai ngày với Ba Lan để thảo luận về các vấn đề song phương và quốc tế quan trọng, trong đó có cả cuộc xung đột tại Ukraine. Ngày 22 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triệu tập cuộc họp gồm thành viên chính phủ, lãnh đạo các vùng để bàn về tình hình an ninh ba tỉnh giáp giới với Ukraine. Cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp có sự tham gia của các lãnh đạo các tỉnh Bengorod, Ansker và Kursk. Trong cuộc họp, ông Putin và các quan chức đã thảo luận tình hình hiện nay ở khu vực biên giới Nga, đánh giá thiệt hại đối với ngành nông nghiệp và công nghiệp các khu vực biên giới, cũng như tình hình sơ tán dân thường khỏi các khu vực có chiến sự. Ngày 6 tháng 8 vừa qua, các lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu phát động cuộc tấn công vào Kursk. Trong thông báo đưa ra ngày 21 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ đến nay Ukraine đã mất hơn 4.400 quân nhân và 65 xe tăng trong các cuộc giao tranh ở khu vực này. Một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Nga cho biết một số đơn vị của Ukraine đã rút khỏi tỉnh Kursk trong khuôn khổ chuyến thăm nga thủ tướng trung quốc lý cường hôm qua đã có các cuộc tiếp xúc với giới lãnh đạo cấp cao nước chủ nhà theo đó hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực hợp tác song phương và đa phương tại buổi hội kiến tổng thống putin thủ tướng lý cường nhấn mạnh quan hệ trung quốc nga đáp ứng lợi ích cơ bản của hai nước và góp phần vào hòa bình ổn định trên toàn thế giới thủ tướng trung quốc tái khẳng định bắc kinh sẵn sàng hợp tác với moscow duy trì đa phát triển quan hệ song phương mở rộng hợp tác toàn diện cùng có lợi và đạt được kết quả thiết thực hơn đồng thời thúc đẩy thế giới đa cực và toàn cầu hóa kinh tế về phần mình, Tổng thống Putin bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác song phương cùng có lợi, mở rộng trao đổi văn hóa và nhân đạo, thực hiện liên lạc và tương tác chặt chẽ hơn trong khuôn khổ BRICS và các thể chế đa phương khác, thúc đẩy tiến triển lớn hơn trong quan hệ đối tác toàn diện Nga-Trung. Cùng ngày, Thủ tướng Lý Cường và người đồng cấp Nga Mikhail Mustin đã đồng chủ trì cuộc họp thường kỳ lãnh đạo chính phủ Nga-Trung Quốc lần thứ 29. Sau cuộc họp, hai nhà lãnh đạo cũng đã ký nhiều thỏa thuận quan trọng trong đó có kế hoạch hợp tác đầu tư chung. Phát biểu trong cuộc hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Putin ngày 21 tháng 8, tiếp sau cuộc họp thường kỳ lần thứ 29 của người đứng đầu chính phủ Nga chung do ông Đồng chủ trì với Thủ tướng Nga. Thủ tướng Quốc vụ Viện Trung Quốc Lý Cường cho biết, nước này hy vọng cùng với Nga mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi cũng như truyền thông. Thủ tướng Lý Cường đã chuyển lời chào nồng nhiệt và những lời chúc tốt đẹp nhất của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Tổng thống Putin và nhắc lại rằng nguyên thủ hai nước đã gặp nhau hai lần trong năm nay để phát thảo một kế hoạch mới tạo động lực mạnh mẽ cho việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác song phương vào thời điểm lịch sử kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Nga. Thủ tướng Lý Cường đánh giá dưới sự lãnh đạo tận tâm của Tổng thống Putin, nước Nga đã duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định trong hai năm qua trong nửa đầu năm nay GDP của Nga đã tăng 4,7% và đây là con số không phải dễ dàng đạt được ông bày tỏ thực sự vui mừng và đánh giá cao thành tựu này Thủ tướng Lý cường lưu ý rằng sự phát triển bền vững trong quan hệ Nga-Trung không chỉ đáp ứng lợi ích cơ bản của hai nước và nhân dân hai nước mà còn góp phần vào hòa bình ổn định và thịnh vượng trên toàn thế giới Thủ tướng cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga để hiện thực hóa sự đồng thuận quan trọng mà nguyên thủ hai nước đã đạt được, duy trì xu hướng thuận lợi trong phát triển quan hệ song phương, không ngừng mở rộng hợp tác toàn diện, cùng có lợi và đạt được nhiều kết quả thiết thực hơn. Theo ông, làn sóng cách mạng khoa học công nghệ này thay đổi công nghiệp mới hiện nay đang tiến triển theo chiều sâu và tiềm ẩn những cơ hội phát triển to lớn. Trung Quốc nỗ lực quan tâm nhiều hơn đến đổi mới khoa học công nghệ và công nghiệp để thúc đẩy hợp tác với Nga và không ngừng tích tụ những điểm tăng trưởng kinh tế mới trung quốc sẵn sàng hợp tác với nga để tăng cường hơn nữa phối hợp đa phương không ngừng làm sâu sắc thêm sự tin cậy và hợp tác lẫn nhau với các nước đang phát triển kinh quyết thúc đẩy thế giới đa cực và toàn cầu hóa kinh tế bảo vệ hiệu quả hơn các quyền và lợi ích công bằng của hai nước cũng như các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế Thủ tướng Lý Cường chỉ ra rằng hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi và hợp tác trong các lĩnh vực như văn hóa, du lịch, giáo dục, thanh niên và liên lạc liên khu vực, thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa người dân hai nước, truyền tình hữu nghị Trung Nga từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tổng thống Nga Putin đề nghị Thủ tướng Lý Cường chuyển lời chào thân ái và lời chúc tốt đẹp nhất tới Chủ tịch Tập Cận Bình. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng trước đó, trong ngày, đã diễn ra cuộc họp thường niên của người đứng đầu chính phủ Nga-Trung, trong đó hai bên đã trao đổi quan điểm sâu sắc về hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế và thương mại, văn hóa và nhân đạo. Trao đổi, đồng thời ký một số văn bản hợp tác, ông Putin cho rằng cuộc gặp là sự triển khai mạnh mẽ sự đồng thuận quan trọng đạt được giữa ông và chủ tịch Tập Cận Bình và mang lại kết quả tốt đẹp ông Putin cũng cho biết nga mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác cùng có lợi với Trung Quốc mở rộng trao đổi văn hóa và nhân đạo thực hiện liên lạc và tương tác chặt chẽ hơn trong khuôn khổ BRICS và các cơ chế đa phương khác thúc đẩy tiến độ lớn hơn trong quan hệ đối tác toàn diện nga-trung và tương tác chiến lược bước vào kỷ nguyên mới lính nga kể về kế hoạch đào tàu sang ukraine Tình báo Ukraine tổ chức họp báo, trong đó một binh sĩ Nga kể rằng đã thả lựu đạn vào hầm chỉ huy rồi đào tẩu sang phía đối phương. Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, gọi tắt là GUR, ngày 20 tháng 8 đã tổ chức họp báo về một quân nhân Nga đã đào tẩu sang nước này. Binh sĩ trên có hồ hiệu Silver, từng đảm nhiệm vai trò phi công thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất, (drone FPV, trong một đơn vị trừng giới Stormjet Lực lượng được Nga xây dựng từ các cựu tù nhân và binh sĩ vi phạm kỷ luật thường thực hiện các nhiệm vụ xung kích nguy hiểm trên tiền tuyến. Silver, 24 tuổi và đến từ vùng Serbia, cho biết anh đã vỡ mộng với chiến dịch của Nga tại Ukraine sau khi chứng kiến một số hành vi của đơn vị mình trong quá trình tham chiến. Do đó, đầu năm 2024, Silver liên lạc với Quân đoàn Tự do Nga, gọi tắt là FRL, nhóm dân quân thân Ukraine. FRL cho biết binh sĩ này trong nhiều tháng sau đó hoạt động như một nội gián, cung cấp nhiều thông tin quan trọng về vị trí và hoạt động của lực lượng Nga trong khu vực. Các bên đã lên kế hoạch trong nhiều tháng để đưa Silver đào tẩu sang Ukraine. Theo chương trình Tôi muốn sống, sáng kiến do chính phủ Ukraine thành lập để liên lạc với các binh sĩ Nga muốn đầu hàng. Sau khi mọi thứ sẵn sàng, quân nhân này cho biết đã thả lựu đạn vào ống thông gió dẫn xuống tầng hầm, được đơn vị dùng làm trụ sở. Chỉ huy của Silver và một số sĩ quan Nga khác khi đó đang ngủ bên trong. Binh sĩ này kể lại có khoảng 15 người ở tầng hầm. Căn phòng này có một cái ống thông gió ở ngay phía trên giường của chỉ huy, ngay cạnh lối vào hầm. Chúng tôi quyết định sẽ thả một hoặc hai quả lựu đạn vào cái ống. Tận dụng tình trạng hỗn loạn, Silver đã trốn thoát theo tuyến đường vạch sẵn, xuyên qua tiền tuyến và tiến được vào lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Trong quá trình thẩm vấn, quân nhân này đã cung cấp tin tình báo giá trị liên quan tới vị trí, số lượng và kế hoạch tác chiến của lực lượng Nga tại một số khu vực trên tiền tuyến theo phát ngôn viên của GUR. FRL sau đó đăng video quay từ camera giấu kín được cho là ghi lại khoảnh khắc Silver thả lựu đạn vào tầng hầm. Video cho thấy một số người đàn ông mặc quân phục đang nghỉ ngơi thì vụ nổ bùng lên, chỉ huy của Silver và một số sĩ quan khác đã bị thương nặng theo thông tin từ FRL. Silver nói khi còn phục vụ trong quân đội Nga, anh chỉ làm nhiệm vụ trinh sát và chưa từng sát hại quân nhân Ukraine nào phát ngôn viên của gur cho biết binh sĩ này đã trở thành tân binh của frn bộ quốc phòng nga chưa bình luận về thông tin trên đây không phải lần đầu tiên tình báo ukraine tuyên bố thuyết phục thành công binh sĩ nga đào tẩu sang nước này hoặc thực hiện một hoạt động phá hoại Trường hợp nổi bất nhất là sự việc cổ phi công Nga Maxim Kuminov, người đã đào ngũ sang Ukraine cùng một trực thăng MI-8 vào tháng 8 năm 2023. Sau khi nhận được 500.000 đô la Mỹ tiền thưởng, Kuminov đã chuyển tới sống tại Tây Ban Nha, xong bị ám sát tại đây. Giới chức Nga từng công khai ý định muốn trừng phạt Kuminov nhưng không nhận trách nhiệm về sự việc. Cụ thể, sự việc này như sau. Ukraine tuyên bố dụ hàng phi công trực thăng Nga. Vào hồi tháng 8 năm ngoái, tình báo quân đội Ukraine cho biết thuyết phục thành công một phi công Nga đào tẩu và giao nộp trực thăng MI-8 cho nước này. Truyền thông Ukraine dẫn nguồn tin tình báo cho biết GUR mất 6 tháng để thuyết phục phi công Nga giao nộp trực thăng. Trước MI-8, chở theo ba người hạ cánh xuống khu vực miền đông ukraine hai thành viên còn lại trong tổ bay không biết về kế hoạch đào tàu và bị lực lượng ukraine vô hiệu hóa bộ quốc phòng nga chưa bình luận về thông tin trên trong khi đó, kênh Telegram Fighter Bomber của Nga cho rằng phi hành đoàn chiếc MI-8 bay lạc qua bên kia chiến tuyến và hạ cánh nhầm xuống căn cứ không quân Poltava của Ukraine. Khi nhận ra nơi mình hạ cánh, các phi công cố gắng cất cánh xong chiếc trực thăng bị bắn khi đang đỗ. Kênh Fighter Bomber cho biết, đồng thời nhận định chiếc MI-8 có thể bay lạc do lỗi hệ thống định vị và bộ thu phát GPS trên máy bay không hoạt động từ lâu. Ukraine từng cố gắng dụ phi công Nga giao nộp tiêm kích bom Su-34. Phi công này sau đó thông báo với Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB đã lên kế hoạch để đối phó. FSB vào hồi tháng 7 năm 2022 tuyên bố đã ngăn chặn thành công kế hoạch tuyển mộ của GUR và giúp quân đội Nga phá hủy nhiều hạ tầng quân sự của Ukraine. Cơ quan an ninh Ukraine, SBU, hồi tháng 4 năm 2023 thông báo điều tra điệp vụ này. SBU cho biết nhóm của đặc vụ Ukraine đã tự ý thực hiện nỗ lực tuyển mộ phi công Su-34 Nga, bất chấp cơ quan này đã cảnh báo cũng như không phối hợp với các bên liên quan và để Nga nắm được thông tin để tung đòn phản kích. Trận tập kích của Nga nhằm vào sân bay Kanatova vào ngày 23 tháng 7 năm 2022 đã khiến một chỉ huy thiệt mạng, 17 binh sĩ bị thương, hai tiêm kích bị phá hủy hoàn toàn, đường băng cùng trang thiết bị và nhiều công trình ở căn cứ bị hư hại nặng. Theo SBU, sau khi kết thúc điều tra, các đặc vụ liên quan sẽ bị bị truy tố vì tội phản quốc và hành động vượt quá quyền hạn. Ukraine thưởng 500.000 đô la Mỹ cho phi công Nga đào tàu. Ngay khi đó, tức là vào hồi tháng 9 năm 2023, tình báo Ukraine thông báo thưởng 500.000 đô la Mỹ cho phi công Nga lái trực thăng mi 8 giao nộp cho nước này theo kế hoạch dụ hàng vào hồi tháng 8 năm 2023. Phát ngôn viên Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine, G.R. Andriy Yosov, vào ngày 5 tháng 9 thông báo thưởng một số tiền tương đương với 500.000 đô la Mỹ cho Maxim Kuminov vì công Nga được ép tuyên bố dụ hàng thành công vào hồi tháng 8 năm 2023. Số tiền này được chi theo đạo luật do Quốc hội Ukraine thông qua vào tháng 4 năm 2022, trong đó hứa thưởng tối đa 1 triệu đô la Mỹ cho quân nhân Nga mang theo thiết bị quân sự đào tẩu sang Ukraine. Mức tiền thưởng thực tế phụ thuộc vào loại khí tài được họ mang theo. Phi công Kuminov là người đầu tiên được công bố nhận thưởng theo đạo luật. Ông Yosov kêu gọi các quân nhân Nga làm theo Kuminov và chuyển phe sang Ukraine. Trong video phỏng vấn được GWR công bố vào hôm 4 tháng 9 năm 2023, Kuminov cho biết anh đã chủ động liên hệ với giới chức Ukraine và nhận được đảm bảo về an toàn cho bản thân cùng gia đình nếu đồng ý đào tẩu và mang theo trực thăng mới 8 Trong một chuyến bay, tôi nhận ra rằng mình đang ở gần giới tuyến và quyết định thử, Kuminov nói trong cuộc phỏng vấn. Tôi bay ở độ cao cực thấp và tắt hết thiết bị liên lạc. Không ai biết điều gì đang xảy ra với tôi lúc đó. Theo Kuminov, trực thăng của anh đã bị bắn khi bay qua giới tuyến khiến anh bị thương người ở chân và cánh tay. Kuminov sau đó bay tiếp khoảng 20 km và hạ cánh xuống địa điểm hẹn trước với tình báo Ukraine. Kirill Budanov, lãnh đạo GUR cho biết có hai quân nhân Nga khác ở trên chiếc Mi-8 cùng với Kuminov vào thời điểm máy bay hạ cánh. Những người này không biết về kế hoạch đào tàu của Kuminov và đã tìm cách chạy trốn khi nhận ra mình đang ở Ukraine buộc lực lượng nước này phải vô hiệu hóa. Theo Budanov, gia đình của Kuminov đã được đưa tới Ukraine trước khi phi công Nga thực hiện kế hoạch đào tàu. Một nguồn thảo tin Ukraine cho biết chiếc mi 8 được mang tới trong tình trạng nguyên vẹn và sẽ được lực lượng tình báo kiểm tra kỹ lưỡng trước khi bàn giao cho quân đội Ukraine. Giới chuyên gia nhận định chiếc Mi 8 có thể mang lại nhiều thông tin giá trị về kỹ thuật cho KF. Do đây là một trong các phiên bản mới nhất của dòng này. Cậu UR cũng cho biết Kuminov đã cung cấp các bằng chứng giá trị về mạng lưới sân bay, hệ thống thông tin liên lạc và hàng không của quân đội Nga. Ukraine năm 2022 cũng từng cố gắng thuyết phục một số phi công Nga đào tẩu và giao nộp tiêm kích bom Su-34 nhưng cơ quan an ninh liên bang nga fsb đã phát hiện kế hoạch dẫn tới việc nhiều cơ sở hạ tầng của ukraine bị máy bay nga công kích và phá hủy cơ quan an ninh ukraine sbu vào hồi tháng 4 năm 2023 cho biết một nhóm đặc vụ ukraine đã tự ý thức thực hiện kế hoạch dụ hàng phi công su 34 nga bất chấp cảnh báo của sbu thêm rằng những quân nhân này bị truy tố về tội phản quốc và hành động vượt quá quyền hạn và như thông tin ở phần trên chúng tôi đã đưa sau khi nhận được 500 5.000 đô la Mỹ tiền thưởng, Kuminov đã chuyển tới sống tại Tây Ban Nha, song đã bị ám sát tại đây. Giới chức Nga từng công khai ý định muốn trừng phạt Kuminov, nhưng không nhận trách nhiệm về sự việc.